Nếu bạn muốn mông to tròn eo thon con kiến thì đây là 7 bài tập dành cho bạn. Bài thứ nhất, Squat Keep Out. Bạn hạ mông xuống, đẩy nhẹ hông ra sau rồi giữ nguyên vị trí. Hai tay bạn đặt ra sau đầu, đồng thời dùng cơ bụng liên sườn gập qua hai bên nha. Bài này đảm bảo sau khi tập xong cơ bụng của bạn nóng lên, còn cơ mông của bạn thì căng đét lên luôn á. Bài số 2, Squat Kick. Bạn mở rộng chân bằng vai, mũi chân hướng ra ngoài. Khi hạ xuống, đẩy mông ra sau. Khi xuống thì giữ khoảng 1 giây, sau đó lên tới đỉnh thì siết bụng lại, đồng thời đá chân tới trước. Xuống hít vào, lên thở ra và cảm nhận cơ mông và bụng nha. Bài số 3, Squat by side right hands. Bạn đứng rộng chân ra, sau đó đưa người qua một bên, đồng thời hạ mông đùi xuống sâu để áp lực dồn vào mông, sau đó siết cơ bụng lại, đưa tay lên cao, tay kia chạm nhẹ vào chân, thực hiện đều đặn cả hai bên, duy trì nhịp thở đều. Bài số 4, Squat right leg. Bạn hạ mông xuống, sau đó gồng chặt mông, chuyển động lên nhẹ, sau đó co gối lên tới trước. Bài này thì tập đơn giản nhưng lại vô rất nhiều ở phần mông, giúp mông của bạn to tròn gấp đôi, còn bụng thì săn chắc lên cơ eo thon, hiệu quả lắm. Bài số 5, Squat by side right hands. Bài này vào mông và bụng cực đã luôn á. Khi tập, bạn hạ mông xuống, sau đó đẩy người lên qua một bên, đồng thời tạo tư thế như bộ củi, siết cơ bụng chặt, đảm bảo phần bụng và mông của bạn vô cực kỳ rõ rệt luôn á. Thực hiện liên tục đều đặn nha. Bài này bạn có thể thực hiện max rep nha. Bài số 6, Lunge Out. Khi tập, bạn dùng một chân trụ, một chân sau co lên. Nhớ là dùng cơ bụng của bạn để co lên nha. Bài này sẽ giúp bạn vô cả 3 nhóm cơ cùng lúc, đó là mông, đùi, bụng. Bạn thực hiện hơi nhanh một chút. Điều này sẽ giúp bạn vào nhiều cơ bụng và đốt mỡ nhanh hơn á. Bài số 7, Wider Squat Up Hands. Bài này thì giống như là Donny đóng giày dành cho eo thon mông to luôn á. Động tác squat rộng chân chính là bài vô cực nhiều ở phần mông toàn diện. Còn đưa hai tay lên xuống sẽ giúp bạn vòng eo cực đã. Khi tập, bạn nhớ cảm nhận nhóm cơ mông và siết cơ bụng nha. Và trong cái quá trình mà các bạn luyện tập đó, để mà các bạn có thể là giảm mỡ tăng cơ hiệu quả, thì các bạn có thể là đến ngay với dòng sản phẩm đó là Fit Body, cung cấp rất là nhiều chất dinh dưỡng, protein, carb, fat, hỗ trợ cho việc mà chúng ta bổ sung một cái nguồn dinh dưỡng thay thế, giảm mỡ tăng cơ nha các bạn. Còn nếu mà các bạn đang gầy, mong muốn là tăng cân, tăng cơ thì hãy đến ngay với dòng MacFit. MacFit thì nó cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng, đồng thời cung cấp một cái nguồn calo dồi dào hỗ trợ cho một cái người gầy tăng cân, tăng cơ hiệu quả nhất. Còn nếu mà các bạn mong muốn là giảm cân, tăng cơ thì hãy đến ngay với dòng sản phẩm là Soy Protein. Soy Protein thì sẽ cung cấp cho các bạn là nguồn calo rất là thấp, đồng thời nguồn protein rất là cao, hỗ trợ cho việc mà các bạn phát triển cơ bắp, đồng thời giảm cân hiệu quả nha các bạn. Ba sản phẩm này á, thì các bạn có thể là thay thế cho một bữa phụ và uống trước khi mà các bạn luyện tập, để hỗ trợ cho việc mà chúng ta luyện tập tốt hơn cũng như là đạt kết quả cao nhất ha.